Kính thưa quý vị, đoàn của chúng tôi đã đi đến rẫy. Con đường đi rẫy. Nó giỡn thôi, mình đi đến một cái park đó. Cái park này vui lắm, ở trong đó có rất là nhiều tiết mục rất là đẹp á. Chúng ta có thể hiking, đi bộ vòng vòng, tập thể dục, hay là mình đi coi có gì mà hấp dẫn trong đó nữa. Thì hấp dẫn hơn nữa thì mình chưa biết nhiều, nhưng mà có hướng dẫn du lịch đang ngồi phía sau của chúng tôi là cô bé Hoàng Sa, có rất là rành địa phương ở đây, như là một người thổ địa, nói từ A đến Z, từ trên trời dưới đất và từ ở dưới biển. Nhưng mà cô lên luôn. Nhưng mà cậu nói tiếng thổ không à, thành ra và đùng một cái. Dạ vâng, đoàn của chúng tôi hôm nay gồm có Lý Trắng Khầu, Lý Nhuận Cư đang lái xe, và ở phía sau có Hoàng Sa, kế bên cạnh là có Linh Vô, tức là Yên, và Diễm Châu đang ngồi phía sau. Nói chung là phái đoàn của chúng tôi đi đến đâu là cũng thôi vui đến đó đi ha. Gặp cái gì thì quay và chia sẻ cùng quý vị. Dạ vâng, bây giờ trên đường cho chúng ta chạy cái tốc độ 20 máu một giờ bằng cái school zone. Mà chúng tôi cảm thấy rất là vui vẻ khi trở lại với lại thiên nhiên, những ngày thơ ấu chúng tôi ở nông thôn. Do đó Khầu với Cư thì cảm thấy rất là vui, còn ba cô bé ở phía sau thì là người thành phố mà rất là hồi hộp, không biết có con cọp, con beo, con gì hay không. Nhưng mà chúng tôi đã làm cho trấn an cô ta, nói rằng là không có sao, chúng tôi là Thạch Xanh và Lý Thông không à. Tôi là Thạch Xanh rồi, còn anh Lý Trắng Khầu là Lý Thông. Không biết là anh có chạy có nhanh hay không, nhưng mà tôi cũng nói anh yên tâm đi, có gì tôi chặt đầu chằn cho anh. Ok. Và kính thưa quý vị, con đường rất là ngoằn nghèo, nhưng mà Lý Cư cũng rất là bình tĩnh, chạy với tốc độ 20 dặm một giờ. Dạ vâng, sẽ bảo đảm an toàn đưa quý vị đi đến nơi và về đến chốn. Và quý vị thấy bên tay phải chúng tôi có những xe là mobile home, để làm gì? Để cho những người già, hay là những người trẻ, hay là những người vừa nó chốm lại là tất cả những lứa tuổi này, người có thể ở đây để cắm trại, ở đây chơi. Những người có mặc đồ và những người không mặc đồ. Đó, cái chuyện đó nhạy cảm, anh đừng nói lên đây, YouTube nó block vừa là anh bắt đền á, bắt đền anh nha. Dạ vâng, chúng tôi đang đi mà không biết đi đến chừng nào mới tới nữa, tôi cũng không biết nữa, tại tôi đâu phải hướng dẫn du lịch đâu. Xin mời cô Hoàng Sa nói tiếp ạ. Tôi đi thẳng tới Hopkins. Tới xe đông đông là anh biết tới. Ok. Ba bé ăn sao không sợ. Chúng tôi cảm thấy rất là lucky, rất là may mắn vì mỗi lần đi đâu chơi, đi vacation thì cũng là sư tử Hà Đông rồi, như nó cọp nhầm nhòi gì hết trơn. Cũng có Hoàng Sa lo hết mọi thứ, do đó tôi cảm thấy là rất là thành là thụ động luôn. Cứ Hoàng Sa kêu đi đâu thì đi, chạy tới thì chạy tới, ra lui thì ra lui, đứng im thì đứng im, vậy thôi. Rất là thụ động nhưng mà rất là thoải mái, cảm ơn. Ở đây nhân tiện này cảm ơn Hoàng Sa nha. Ok, cô em vợ Úc của chúng tôi rất là nice và rất là tài năng, gọi là rất là nhanh nhạy để tìm hiểu tất cả những du lịch. Chịu khó. Cô là the professional du lịch nha quý vị, quanh năm suốt tháng. Yeah, quanh năm suốt tháng du lịch và du lịch. Oh my god. Quý vị thấy tôi nói hay không quý vị? Quý vị thấy tôi đẹp gái không?